con sứa. Vấn đề. Ây, con sứa to quá quý các bạn ạ. Đây rồi. Thế là trưa nay là tôi có món nộm sứa rồi. Tôi phải đeo con roi vào. Chút con một này, bốc được, hay quá này, có con này gọi là con, để tôi nhớ lại đã.